Hôm nay chúng ta sẽ thực hành cái vòng lặp for nâng cao hơn một tí, là mình vẽ hình chữ nhật bằng dấu sao có chiều dài n, chiều rộng là n và chiều cao m được nhập từ bàn phím. Thì trước tiên mình khai báo hai biến, thứ nhất á, là n m trước, rồi thì mình sao ra. Rồi sao là mình nhập vào chiều rộng, nhập vào chiều rộng là n bằng, thì chiều rộng thì mình xây in cái n vô, rồi sau đó sao ra mình kêu người ta nhập vào là nhập vào chiều cao m bằng, thì mình mới là cin cái gì, biến m vào. Thì tới đây mình vẽ hình sao, thì tức là tương ứng một cái dòng, mình có n dòng tương ứng với n dòng thì mình sẽ có m cột. Thì khi đó các em sẽ lặp lại cho thầy là hai dòng for, có thể khai báo biến trực tiếp trong dòng for cũng được. In y bằng không là mình diệt theo chiều rộng, y nhỏ hơn n là nó được n bước. Thay vì các em mà y bằng 1, y nhỏ bằng n thì các em cho bằng 0 luôn cũng được. Rồi y cộng cộng đó, một vòng lập. Sau đó các em lồng vào cái vòng lập tiếp theo là cái vòng lập for c chạy từ 0, tức là qua cái vòng lập y thì chạy vòng lập z. Bắt đầu c nhỏ hơn m là rồi tiếp tục các em khai báo thêm cái biến z này ha, z cộng cộng. Thì để cho dễ hiểu á, thì các em mở cái dòng for này ra, tại mình mới lập trình mà. Đây mình mở cái dòng này ra, tức là ứng với mỗi một bước lập thì nó sẽ có thêm một cái bước lập mới nữa ở trong cái công việc của mình. Ví dụ dòng for ở đây y bằng 0 thì nó sẽ có công việc là dòng lập for chạy theo z. Tương ứng với n bước lập của dòng lập y thì nó sẽ có m bước lập của dòng lập z. Thì mình chỉ C out ra là mình kêu vẽ là hình chữ nhật sao, thì mình sao cái dấu sao ra, sau đó hết vòng lập của z thì mình khao ra một ký tự xuống dòng. Tự xuống dòng là n line ha, n line rồi. Đó, rất là đơn giản, thầy chạy nha. Rồi. Đầu tiên là thầy nhập vào 5 dòng. Thầy nhập 4 cột thì mình vẽ được cái hình là 5 dòng 4 cột chưa? Này là mình làm lộn rồi, rộng là 5, cao là nhiêu? Dài là 4, bữa này là thành là 4 5 rồi, như vậy á, là phải quay ngược lại. Là y thì nhỏ hơn m, còn z thì nhỏ hơn như các em. N chạy lại. Rồi. Ví dụ giờ mình chạy là rộng là 6, cao là 4. Rồi 6 4 được chưa? Tức là 4 vòng nha, và có 6 cột. Đó được cái hình chữ nhật như vậy. Hoặc mình chạy nó lớn chút xíu, giờ là 20 vòng, 20 cột, 18 cột thôi, hoặc là 10 cột. Được chưa? Đó là kết quả nha các em. Rồi, chúng ta thực hành cái bài tập này. Các em nào đang có thì có vào cho thầy nha.